biết chiều nay rất là mát dịu, khoảng 28 độ C. Ủng hộ cho tất cả các bạn. Hiện tại chúng tôi đang thấy Ngọc Anh, thủ thế. Đáp Anh con ơi, không phải múa võ con. Ừ. Rất an toàn. Dừng bóng con, nghe tiếng còi trọng tài các con dừng bóng nha. Ngọc Anh ơi, lấy đà về chạy nè, đừng có thủ, tao kêu mình múa võ nha. Lớp 1 năm được hưởng quả đá biên. Đứng cho bóng là một Ngọc ơi, Ngọc Linh chạy tiếp. Trời đất ơi, rất an toàn, phải nói đây là chiến thuật của lớp 1 năm. Lớp 1 6 đá con Thành Thông, không Thành Thông diễn viên Minh Tú, có thể nói là lớp 1 6 mũi nhọn. Minh Tú đây là một trong những mũi nhọn rất nhọn. Minh Tú chẳng chung kết có làm nên lịch sử cho lớp bên đây không? Không, phải nói là Minh Tú đã 3 trận thì tất cả các đội bóng đã thăm dò chân của Minh Tú. Hôm nay Minh Tú không thể nào sử dụng cái thuật đó nha. Minh Tú rồi, bóng hết. Tú ơi, một năm đâu, một năm đá lại lên nghĩa đá nè. Rồi, để banh xuống con, đặt banh xuống, nhìn đồng đội, ai màu xanh là đội mình. Ừ. Bóng cẩn thận. Đừng có chụp không. Wow. Rất nguy hiểm. Không, cuối cùng thì bóng đã chạm chân một cầu thủ lớp 1 năm và hết học biên ngang. Thủ môn lớp 1 6 ném bóng lên con. Rồi chạy lấy đà lẹ, nhanh. Rồi ném mạnh. Ừ. Tiếp tục. Ui đánh đó. Rất an toàn, phải nói là hậu vệ lớp 1 năm. Hiệp 1 cũng như hiệp 2, hai em đá rất là chắc chắn. Tỷ số khả năng là 99.9% là 0-0. Thành Thông, em lấy đà. Tiếp tục. Tiếp tục. Rồi, nhanh. Rất giỏi, lớp 1 6 được hưởng quả đá biên. Đứng cho bóng vẫn là Thành Thông. Cố gắng lên con ơi. Rồi em chỉnh bóng. Đó là xuất mạnh. Ừ. Xuất đi. Thành Thông. Minh Tú. Rất an toàn. Hãy nói đây là một trong những chiến thuật của công nhân. Tiếp tục bóng ăn. Chạy bóng, chạy bóng. Minh Tú. Số 28. Minh Tú. Rồi quẹo vô. Lâu lâu đá chúng cho anh xuất giày luôn rồi. Thành Thông. Con ơi, con xin được chồng đi con. Thành Thông. Anh ơi. Lớp 1 6 được hưởng quả đá biên. Đá lên con.
Ừ. Đâu rồi, Minh Tú đâu? Rồi lên luôn, chạy. Chạy nữa. Thành Phong. Trời ơi, không chạy vô sao quẹo ra hoài. Không ơi, quẹo vô đây nè con, sao quẹo ra hoài vậy? Lớp 1 năm được hưởng quả đa viên. Ngọc Anh. Không. Rất quý em trong bóng bóng chân. Rồi chạy nữa, lẹ lên. Chạy. Đâu. Chạy. Bóng bóng bóng. Phải nói là thể lực đã suy giảm. Tất cả các bạn học sinh lớp 1 chiều nay chạy chung kết tâm lý rất là kịch tính cho hai đội. Minh Tú thành công rất mạnh xuất hiện. Hay quá con ơi, qua trọng tài đã làm cho mọi người yếu thêm hết chiều. Nhiều hơn. Rồi bây giờ lớp 1 năm và lớp 1-6. 1 năm ngồi xuống. 1-6 đâu? Hồi chạy đây con. Học đều, mỗi đội sẽ thực hiện 3 quả. Quả đầu tiên, 1 nam. Quả thứ nhì là nữ và quả thứ ba là nam. Tiếp tục quả thứ tư là nữ, nam. Quả thứ năm là nữ. Chỉ có đá 3 quả đầu tiên thôi nha. Khi nào mà về nha mới đá quả thứ tư. Đội nào sẽ thực hiện quả đá lưu lưu đầu tiên của trận chung kết ngày hôm nay? 1-6. Cầu thủ nào đó? 1-6 ai đá trước? Đại Khoa đó hả? Đại Khoa, cầu thủ số 15 mang trọng trách rất nặng. Mới lớp 1 mà mang rất nặng trọng trách. Đại Khoa, đang rất là bình tĩnh. Rồi đó là 2 cây số. Từ đâu? Để trọng tài thổi nữa, cái đàn xa nữa. Bình tĩnh không? Lấy đà xuống mạnh. Ừ, thử lên, đúng rồi. Xuất, tại đất xuống mạnh này. Rồi, lại kia nghỉ mệt, 14 cái này đã tiếp. Qua đây. Đức ơi, làm gì chờ quên coi. Rồi chờ quên. Phải nói là Đông Nam rất là vui mừng. Quả thứ hai là một bạn nữ, 1-10 mẫu của lớp 16. Minh Ngọc hấp dẫn rất là dễ thương. Để đứng cho con lấy đà xuất mạnh. Trời ơi, sao mà xuất bóng nhẹ vậy? Quả thứ hai. Đức Ngọc trong trang phục cầu thủ rất là chuyên nghiệp. Rồi đặt cái bóng đây. Rồi lấy đà đó. Trời ơi, đỡ căng thẳng, tươi lắm. Đây không đá hả? Cầu thủ
vào thời gian của lớp 1 năm năm. Nước mắt đã chảy trên đôi mắt của Gia Bảo. Phải nói là nước mắt hạnh phúc, nước mắt thất bại. Cố gắng lên con ơi, thể thao vẫn còn nhiều giải thầy tổ chức cho các con mà. Rồi, cố gắng lên. Mấy bạn kia không có đi chơi mình được như những bạn rồi nha. Rồi, cố gắng lên. Rồi, ra ngoài luôn đi. Nhá, thầy đang kêu cà phê cho mấy con, thầy đang nhá. Chú xíu nhận đi tiên nha. Trời ơi, mấy con ơi, đừng có lại đó. Trời ơi, cái gì vậy? Một người ta phát mình mới hãnh diện. Trời ơi, đi chơi quy chương người ta kỳ quá đi à. Trên thế giới chưa thấy cái giải nào mà khổ như vậy này. Đi qua kia ngồi nghỉ mệt uống nước đi. Các con uống nước gì nè. Uống nước gì? Rồi uống cái gì đó ba mẹ tự mua nha. Rồi đó. Đừng có ôm thầy, thầy làm tiếp giải. Trời ơi khổ ghê. Trời ơi chưa có cái giải nào mà đi chơi huy chương hết á. Chúng tôi thấy anh Tuấn phụ huynh của Đức Huệ đã từ Gia Lai